lắng nghe thưa chú Tết. Kính thưa quý vị quan khách, con tên là Tiffany. Con xin đại diện học sinh của trường Việt ngữ Quang Trung để có lời cảm ơn và gửi lời xin kỷ niệm 2019. Trước hết, chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian đến chung vui cùng chúng con và thầy cô giáo. Toàn thể học sinh của trường Việt ngữ Quang Trung xin kính chúc toàn thể quý vị quan khách và phụ huynh năm mới được nhiều sức khỏe. Con xin chào. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tiffany. First of all, we'd like to welcome all our guests, including parents and students. Thank you for attending our Vietnamese New Year celebration 2019. The purpose of the festival is to help those who are not native to Vietnam understand the customs and practices of the Vietnamese people. We hope you enjoy the performances. Please stay and join us for dinner after the show. Again, thank you for coming, and we wish you and your family a happy and prosperous New Year. Một lần nữa, trường Việt ngữ Hoàng Trung xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách, quý phụ huynh đã đến tham dự buổi lễ hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị ở lại dự buổi tiệc liên hoan với ban giảng huấn và các em học sinh. Again, the Quang Trung Vietnamese Language School would like to thank you all, the guests, the parents who attend the ceremony today. We invite you all to stay with us for dinner. Thank you. The best for last thì các em mà như Kim nói rồi, thầy cô giáo và các em học sinh sẽ thường là mình cho bú cho bú sau ha, thì đây một màn rất là tập rất là cực khổ và thằng như là ăn nhiều hơn là tập đó. Kim giới thiệu theo thứ tự nha: cô Phương Thảo, cô Châu Thiên Kim, cô Bích Quỳnh, thầy Cường, thầy Khang, thầy Thịnh và cùng các em học sinh sau đây là Tâm Anh, Đại Dương sẽ múa một bài hát. Câu giờ hả? Một khúc bắt cao tắt của Kim Kênh, câu giờ hả? Lúc nào cũng có câu giờ hết trơn. Ví dụ phụ huynh nào có đôi lời lên đây chia sẻ, vậy Kim mời cô Dị lên có đôi lời trong thời gian thì cùng nói là mình đi câu giờ. Cô Kim mời cô Dị lên đây để phát biểu vấn đề mà thiên kiến điểm cho nên chúng ta biết các em. Xin cảm ơn cô Kim. Thưa quý vị phụ huynh và các em, thật là một niềm vui vô cùng khi mà tới đây dự cái buổi nhìn các em mặc áo dài Việt Nam, nhìn các em mặc áo thú thân, nhìn các em hát, xem các em múa thì rất là vui, là tại vì thật ra cái đời sống ở bên Mỹ này rất là khó để mà hướng dẫn các em trở về với những cái điều mà phụ huynh mong muốn, tại vì các em hàng ngày dùng tiếng Mỹ ở trường rồi xem tivi rồi tất cả mọi chuyện các em dùng tiếng Mỹ hết. Thành ra đối với tôi, khi các em nói một câu tiếng Việt là tôi thấy vui rồi. Không cần các em phải là học thật giỏi hay là nói cho hay, cứ từ từ một chút như vậy rồi các em sẽ thấm dần vào cái con người các em những cái điều mà căn bản về văn hóa Việt Nam. Thành ra sự mong muốn của tôi á, là và của tất cả các phụ huynh là các em trở về với cội nguồn dân tộc. Mà muốn như vậy, cái câu trước hết các em phải biết nói tiếng Việt. Thế và nếu mà không nói được tiếng Việt thì các em cũng hiểu về văn hóa Việt và lịch sử Việt qua tiếng Mỹ cũng được. Mình coi ngôn ngữ như là một thứ để chuyên trở cái điều mà mình muốn các em biết. Và điều mà tôi muốn nói ở đây nhất là xin cảm ơn cô Kim. Tại vì cô Kim đã lo cho cái trường Việt ngữ Quang Trung hồi trước kia đó thì là San Marco, thì một mình cô Kim lo lâu lắm rồi. Tôi có làm việc với cô Kim và thấy cô Kim rất là nhiệt tình và bỏ rất nhiều công sức trong cái việc
hướng dẫn các em học tiếng Việt. Được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Xin cô Kim đừng có buồn nếu mà các em nó không có tiến bộ theo như ý mình muốn. Là tại vì mỗi một chút nó sẽ thấm vào người các em trong lần này là để cho các em có khi mà tới các em đừng có ép các em. Cảm ơn cô Kim đã luôn luôn lo cho các em cũng như là các em chúng tôi lo cái cuộc thi em biết tiếng Việt của nhà Việt Nam cũng như tất cả những sinh hoạt của nhà Việt Nam thì đều có cô Kim và các em tham dự cả. Cái đó là một cái điều rất là vui vì có một sự hợp tác tất cả những cái trường học hay là tất cả những cái người mà có cái ý hướng rằng là muốn hướng dẫn các em trở về với văn hóa Việt. Và đây thì tôi phải cảm ơn thêm thầy Quốc lớp võ. Tại vì nếu mà nhà Việt Nam mà không có lớp võ hay không có những cái buổi mà sinh hoạt của các em đó, thì nhà Việt Nam không biết làm gì. Mà thật ra thì nhà Việt Nam thì không phải là một cái nhà, là nó chỉ là một cái phòng nhỏ thôi. Nhưng mà mình cứ gọi là nhà Việt Nam. Tại vì tới đó mình coi nhau như là một trong gia đình rất là thân mật, rất là nhỏ thế nhưng mà rất ấm cúng. Thì xin mời quý vị có các em lớn thì cho các em tham gia cái cuộc thi Em biết tiếng Việt hàng năm của nhà Việt Nam tổ chức. Và các em nhỏ thì những cái buổi sinh hoạt như là Tết Trung Thu hay là Tết hay là có những cái buổi mà khó văn nghệ thì xin quý vị cho các em tham gia cho nó vui. Cảm ơn cô Kim. Cảm ơn cô Nhị. Nhưng mà cô Nhị là các cô cũng biết đó là ngoài cái dạy tiếng Việt ra là tụi này cũng như là tham gia cộng đồng và các em thỉnh thoảng cũng đi homeless shelter. Như Kim mới nói là đó, các em vừa rồi cũng nhiều trình diễn ở Golden Center là những cái nơi nào mà nó tóm tắt là kêu gọi là tụi này đi chứ không phải là viên trong lớp tiếng Việt. Cho nên như cô Nhị biết là mình rất là khó khăn với các em, có thể là mình nói là mình nghiêm khắc với các em tại vì mình nghiêm khắc, nhưng quý vị thấy là các em nói chuyện là dạ thưa. Và khi quý vị cho em các em gì đó, các em phải dưng hai tay lên, các em cúi đầu chào, đó là thì mình rất là nghiêm khắc. Cho nên nếu mà cái sơ sót cái gì mà quên hiểu lầm cũng như là nhiệt tình tha thứ dùm, đó là cách mình dạy tốt. Để như phụ huynh biết là học trường mình rất là ít học sinh làm như vậy thì các em đó như vậy thì nó mới tiến bộ được. Như quý vị đã thấy là các em đa tài đa dạng, các bạn các em sẽ, và đây cái bằng muốn cuối cùng mà xin quý vị sẽ công nhận rằng có tài rất lớn, đó là xuân đẹp làm sao phải do thầy cô và học sinh của trường tiến bộ hơn trường.